Khan Gustav là mẫu súng chống tăng không giật do Thụy Điển chế tạo, hiện đang được sử dụng trong quân đội của nhiều nước NATO. Theo kế hoạch, Canada sẽ viện trợ cho Ukraine ít nhất 100 khẩu Khan Gustav đi kèm với 1.000 đơn vị đạn. Giống như RPG-7 của Liên Xô, Khan Gustav cũng được xem là huyền thoại trong phân khúc súng chống tăng cá nhân. Nó có cỡ nòng 84mm và có thể bắn được nhiều loại đạn khác nhau từ chống tăng, phá bong ke cho đến đạn nhiệt áp. Tầm bắn hiệu quả của Khan Gustav là từ 300m cho tới 2.000m tùy thuộc vào từng loại đạn. Hiện vẫn chưa rõ Canada đã hoàn toàn việc chuyển giao Khan Gustav cho Ukraine hay chưa.